hạn hán, mất mùa, nắng nóng, đất đai màu mỡ tiếp tục nhường chỗ cho sa mạc. Ngày càng nhiều đất đóng băng vĩnh cửu biến thành đầm lầy, băng tan. Khí hậu trái đất hiện nay nóng hơn so với 100.000 năm qua. Đến cuối thế kỷ, thậm chí còn nóng hơn nữa. Tăng 1 độ C thôi ư? Dĩ nhiên là không. Nếu nhiệt độ trung bình tăng 1,5 độ C, 3 độ C hoặc 5 độ C sẽ kéo theo những thay đổi nghiêm trọng trên toàn cầu. Những thay đổi nào về môi trường, kinh tế, chính trị đang chờ đợi chúng ta? Thật khó mà biết được. Anh Adin sống ở tỉnh Taiz thuộc Yemen. Lives in the Yemeni governorate of Taiz. Tôi là nông dân. Đất đai là nguồn sống của tôi. Công việc này giúp tôi nuôi sống gia đình 12 thành viên. Chúng tôi yêu trồng trọt. Dù phải thức khuya dậy sớm canh tác đất đai, chúng tôi vẫn thích lối sống và công việc của mình. Đã đến mùa gieo lúa mì, Adin thuê một người hàng xóm vẫn nuôi gia súc làm việc cho gia đình mình. Trước đây chúng tôi cũng nuôi bò, chúng tôi có cỏ khô cho mọi loại gia súc. Hiện nay mọi thứ đã thay đổi, chúng tôi phải canh tác đất đai theo cách khác, khí hậu đã thay đổi. Có thể quan sát biến đổi khí hậu trên khắp hành tinh. Yemen là một trong những quốc gia có thời tiết nóng lên. Nông dân là những nạn nhân đầu tiên. Sao rồi? Ổn cả, tạ ơn Thánh Allah. Thực ra, mọi thứ đều không ổn, nhưng người dân địa phương đang làm hết sức mình để chống chọi. Khí hậu đã biến đổi, mưa ít hơn, vì vậy mỗi năm chúng tôi đều phải lùi thời gian bắt đầu vụ mới. Chúng tôi có thể làm gì với mảnh đất này? Giếng nước đều đã cạn. Ngày trước nhiều gia súc lắm, giờ thì không nuôi nổi nữa. Cỏ cây chưa trụi hết, chúng tôi biết lấy gì cho chúng ăn? Chúng tôi phải bán hết gia súc. Tôi đã bán đàn gia súc của mình. Nhiều người khác cũng vậy. Trong sân nhà Adin có một thùng đỏ lớn đựng nước, nhưng họ phải sử dụng rất tiết kiệm, mỗi lần một chút. Người vợ của Adin là chị Lâu, cảm thấy mệt mỏi khi phải nói về việc này. Chúng tôi chẳng có gì, từ quần áo, khí đốt đến nước, chẳng có gì hết. Đúng vậy, chúng tôi chẳng có gì, đất đai cằn cỗi, không có mưa. Ở đây chẳng có gì hết, không nước uống, không nước dùng trong nhà, không có cả nước để tắm. Đúng vậy, không nước, không mọi thứ. Chúng tôi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không chúng tôi sẽ chết mất. Chúng tôi nghèo lắm, ở đây ai cũng nghèo. Chúng tôi gần như trắng tay, chúng tôi rất cần nước. Không có nước thì làm sao trồng được cây, trồng được lúa? Và như vậy thì làm sao có thể sống được cơ chứ? Yemen là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới bởi hạn hán và sa mạc hóa. Như nghiên cứu về các nguồn nước ở Yemen cho thấy, có khoảng 125 mét khối nước trên đầu người. Như vậy có nghĩa Yemen là nước nghèo nhất thế giới về nguồn nước ngầm. Fuad Jalin là chuyên gia nông nghiệp tại Bộ Nông nghiệp. Bộ này không thể giúp gì cho người nông dân.
nền kinh tế Yemen rất yếu kém. Năm 2018, lạm phát chạm mốc 40%. Giá cả hàng thiết yếu và hàng chuyên dùng đều tăng. Chúng đắt khủng khiếp. Chẳng hạn 25kg phân bón vốn không đáng bao nhiêu, nhưng giờ được bán với giá 65.000 riyal trên một túi. 65.000 riyal tương đương với khoảng 260 đô la Mỹ. Đây là khoản tiền người dân địa phương không kham nổi. Tại khu chợ ven đường này, họ bán đủ thứ cho khách du lịch, từ đồ lặt vặt đến rau củ và quần áo, chỉ để kiếm chút tiền. Thật may mà nước trong giếng này lại không mất tiền. Trạm bơm địa phương được một người giàu có tài trợ. Ông sinh ra ở đây nhưng đã chuyển vào thành phố từ lâu. Các can nước được vặn nắp cẩn thận để nước không tràn ra ngoài và trẻ em có thể mang nước về nhà. Loại nước này không dùng để tưới cây. Mọi thứ đã thay đổi, trời nóng hơn, tình hình hoàn toàn khác. Không có mưa nên người dân bỏ quê mà đi. Chúng tôi không có cả mưa lẫn việc làm. Chúa biết rằng người dân đang bỏ đi. Bạn thấy không? Chúng tôi không có gì hết ở đây. Một lớp học địa lý ở trường. Chủ đề hôm nay là về hiện tượng nóng lên toàn cầu liên quan mật thiết tới Yemen. Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề môi trường quan trọng nhất. Hiện tượng này khiến nhiệt độ tăng cao trên toàn thế giới. Nó ảnh hưởng tiêu cực đến người dân Yemen nói riêng và toàn bộ nhân loại nói chung. Ngoài biến đổi khí hậu, chúng ta còn nói về ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước. Đây là một hoạt động của Tổ chức Sáng kiến Trẻ do người dân trong vùng sáng lập. Hoạt động của tổ chức này nhằm bảo vệ nguồn nước và các điều kiện canh tác nông nghiệp. Cháu muốn chiến tranh kết thúc. Chúng cháu đã bỏ nhà đến đây mong được an toàn. Nhưng ở đây chúng cháu cũng bị sát hại. Chiến tranh đã phá hủy nền nông nghiệp và cuộc sống của người nông dân. Tất cả những gì chúng cháu mơ ước là được sống trong hòa bình và cuộc chiến tranh hiện nay chấm dứt. Cháu muốn sinh sống và học tập ở một nơi an toàn, cách xa những kẻ xả súng. Cháu hy vọng điều đó sẽ sớm thành hiện thực. Ông Jesus là một trong những nhà nghiên cứu đứng sau công trình nghiên cứu đầu tiên cho thấy biến đổi khí hậu có thể là một trong những nhân tố gây khủng hoảng nhân đạo, di cư hàng loạt và những cuộc chiến tranh gần đây. Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy hạn hán và mất mùa có xu hướng dẫn đến tình trạng di cư từ nông thôn lên thành thị. Hơn nữa, những hiện tượng này thường làm trầm trọng thêm những vụ xung đột âm ỉ trong nước vốn đã xảy ra trước cả đợt hạn hán. Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu của 10 năm, từ năm 2006 đến năm 2015, về quê quán của người tị nạn và điều kiện thời tiết ở đó. Anh có thể lần lại mối liên hệ này từ năm 2010, tức là vụ xung đột ở Syria, mùa xuân Ả Rập và một vài vụ xung đột ở vùng châu Phi thượng Sahara có thể bắt nguồn từ biến đổi khí hậu. Global warming. Trái đất nóng lên, xung đột quân sự, biến đổi khí hậu và thảm kịch của hàng triệu người tị nạn.
Mối liên hệ giữa môi trường và chính trị là một thực tế mới, thậm chí đó còn là tương lai của hành tinh này. Ông Ali Haas là bằng chứng sống cho lý thuyết của các nhà nghiên cứu ở Viên. Ông là một trong rất nhiều nông dân đã lên thành phố tìm việc, trở thành một lao động di cư. Tôi từng làm nghề nông. Thành thật mà nói, công việc của tôi ổn. Tôi sống được bằng đất đai. Mùa màng khá tươi tốt, nhất là khi trời mưa. Đất đai màu mỡ và dồi dào, giếng thì đầy nước. Ông Ali Hassan đã về nhà vài ngày để đỡ đần người vợ cùng 5 đứa con. Ông về làng 6 tháng một lần. Chúng tôi lên thành phố kiếm sống để gia đình có tiền mua sắm gì đó, chí ít là những thứ đơn giản nhất. Tiền lương của tôi không đủ để chu cấp cho gia đình, mà chiến tranh thì chưa biết bao giờ mới kết thúc. Mọi thứ ngày càng đắt đỏ. Chúa mới biết chúng tôi sẽ ra sao. Tỉnh Taiz được coi là khu vực ở Yemen bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh. Một trong những tổ chức nhân đạo cung cấp thức ăn, chăm sóc sức khỏe và nước miễn phí cho người dân ở Taiz. Do vấn đề kinh tế, việc mua nước ngày càng trở nên khó khăn. Giá nước ban đầu tăng gấp rưỡi, sau đó tăng gấp đôi. Còn bây giờ, nước thậm chí đắt hơn gấp nhiều lần. Các nhà từ thiện có kế hoạch xây dựng một trạm bơm ở khu vực chịu ảnh hưởng của khí hậu nóng bức. Đây là một vấn đề sống còn. Rất nhiều người, cả ở nông thôn và thành thị, đều không đủ tiền để mua nước. Họ đành chịu cảnh thiếu thốn và uống nước bẩn từ giếng hay tầng nước mặt. Vì vậy mà dịch tả và nhiều bệnh truyền nhiễm khác đang lây lan khắp hạt tay. Thành phố Taiz, thủ phủ của tỉnh cùng tên, có dân số hơn 600.000 người. Đây là một trong những thành phố lớn nhất Yemen. Đó là nơi mà Ali Hassan đã chuyển đến. Từ làng, ông đến đây chỉ mất 2 giờ đi xe. Nhưng Ali không có xe hơi. Ông kiếm sống bằng cách bán lẻ mứt kẹo ở một giao lộ. Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi sẽ chuyển đến một khu vực khác hoặc đất nước khác dễ tìm việc hơn. Tôi sẽ có một công việc được trả lương xứng đáng. Thời tiết ở Yemen sẽ không dịu đi. Ali Hassan sẽ không về làng làm nghề nông. Ông sẽ làm nhiều việc bán thời gian ở thành phố và gia đình ông cuối cùng cũng sẽ đến đó. Khí hậu xấu đi ở Yemen, cấu trúc xã hội truyền thống bị phá vỡ, hiện tượng nóng lên toàn cầu và làn sóng người tị nạn từ những sa mạc mới sang các quốc gia khác, tất cả đều không thể tránh khỏi. Đúng ra, thuật ngữ nóng lên toàn cầu là chưa đủ. Đầy đủ phải là biến đổi khí hậu toàn cầu. Vì người dân gây ảnh hưởng đến khí hậu không chỉ qua việc phát thải carbonic. Còn nhiều vấn đề, chẳng hạn như chặt phá rừng. Bạn đốn cây và rừng không còn nữa, thay vào đó là sa mạc. Khi sa mạc xuất hiện, tình hình sẽ thay đổi. Tức là khí hậu biến đổi không chỉ vì những nhân tố bên ngoài, chính bạn cũng đang tạo ra những điều kiện làm biến đổi khí hậu. Con người không chỉ gây ảnh hưởng rộng rãi lên khí hậu, mà còn lên toàn bộ hành tinh. Điều này khiến các nhà khoa học nghĩ tới giả thuyết về kỷ nhân sinh, tức là kỷ nguyên mà con người bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp lên hành tinh. Nhà địa chất học Michael là một trong những người ủng hộ lý thuyết này. Dĩ nhiên con người là nguyên nhân gây ra khí thải nhà kính, carbonic và nhiều loại khí thải khác.
Con người ảnh hưởng đến nhiều chu trình lặp đi lặp lại, chu trình carbon, chu trình nitơ, chu trình sunfua. Vì vậy, tôi nhận thấy nhiều dấu hiệu cho thấy những biến đổi đang xảy ra. Tromsø, Na Uy. Cách Yemen khoảng 6.000 km. Nhưng biến đổi khí hậu ở Yemen cũng có thể nhận thấy rất rõ ở Na Uy. Các sinh viên thuộc Tổ chức Thiên nhiên và Giới trẻ đã sẵn sàng nghỉ học vào thứ Sáu để bảo vệ môi trường. Toàn bộ người dân Na Uy đều hiểu nhu cầu giảm phát thải các chất độc hại. Nhưng giới trẻ cho rằng sự tham gia của người trưởng thành vào việc này còn dè dặt. But adults' intentions in this regard are seen as too timid by adolescents. Chúng tôi ủng hộ việc giảm phát thải các chất độc hại vào môi trường. Chúng tôi gợi ý mức cắt giảm khoảng 11%, thậm chí là 50%. Hãy mạnh dạn hơn và bày tỏ rằng chúng tôi yêu cầu giảm phát thải 50%, dù thế nào cũng phải trên 11%, bởi vì 11% có lẽ là không đủ. Con người của kỷ nhân sinh đòi hỏi những biện pháp khắc nghiệt. Hãy thay đổi hệ thống, đừng thay đổi khí hậu. Việc nghỉ đồng loạt vào thứ Sáu bắt đầu từ năm 2018 tại Thụy Điển theo sáng kiến của Greta Thunberg, một học sinh nữ đến từ Stockholm. Hiện nay, cả thế giới đã biết đến cách làm này để thu hút sự chú ý đối với vấn đề nghiêm trọng này. Nhưng việc giải quyết vấn đề này khó hơn chúng ta nghĩ. Đừng nói suông, hãy hành động. Đáng buồn là mọi người không nghĩ nhiều về vấn đề khí hậu. Chẳng hạn những chính khách cánh hữu giàu có không muốn thấy người di cư, vì vậy họ ủng hộ việc thắt chặt chính sách di cư. Nhưng họ không hề nghĩ đến biến đổi khí hậu và họ không hiểu rằng việc di cư do môi trường sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Người dân bắt đầu di cư không chỉ bởi chiến tranh, mà còn bởi họ không thể sống ở châu Phi cùng một số nơi khác. Người ta sẽ không di cư nếu không có lý do. Lộ trình giải quyết biến đổi khí hậu mà các nhà hoạt động ký kết năm 2016 hay Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu mang tính toàn diện nhưng không bắt buộc. Các bên ký kết thừa nhận sự gia tăng tất yếu về nhiệt độ trung bình trên bề mặt toàn cầu. Đặt ra câu hỏi này cũng chẳng để làm gì. Chẳng hạn, không thể hạn chế gia tăng nhiệt độ trái đất ở mức 1 độ C vào năm 2100. Điều này là bất khả thi. Các bên ký kết Hiệp định Paris chỉ cam kết thực hiện mọi biện pháp có thể để giữ cho mức tăng nhiệt độ trái đất dưới ngưỡng 2 độ C và tiếp tục nỗ lực để hạn chế sự gia tăng ở mức 1,5 độ C vào cuối thế kỷ 21. Nếu nhân loại tiếp tục phát triển theo cách hiện nay mà không áp dụng biện pháp nào để giảm phát thải, giảm ảnh hưởng lên khí hậu, thì đến năm 2100, nhiệt độ sẽ tăng từ 4 đến 5 độ C. Cam kết giảm phát thải của một số quốc gia đòi hỏi số tiền rất lớn và không đủ để giữ mức tăng dưới ngưỡng 2 độ C hay thậm chí là 1,5 độ C. Vì vậy mà học sinh ở châu Âu mới nghỉ học, yêu cầu những người cùng thời bắt đầu nghĩ về việc nên làm. Hồi tôi còn nhỏ, không ai nói gì về biến đổi khí hậu. Chúng tôi đốt than và cảm thấy hạnh phúc. Hiện nay chúng ta hiểu biết về vấn đề này rõ hơn. Tôi nghĩ khoa học và giáo dục đóng một vai trò quan trọng. Tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng.
Đây là quần đảo Svalbard, vùng lãnh thổ xa nhất về phía bắc của Na Uy. Longyearbyen là một trong những khu dân cư xa nhất về phía bắc trên thế giới. Nhưng những nơi từng được cho là lạnh nhất lại đang giữ kỷ lục về hiện tượng nóng lên. Băng ở Bắc Cực tan nhanh hơn tốc độ đóng băng và mỗi năm lại thu hẹp dần. Vì vậy mà những vị trí này ấm lên nhanh hơn những nơi khác. Nhiệt độ trung bình ở Svalbard cao hơn 4 độ C so với những năm 1970. Đến cuối thế kỷ này, nhiệt độ có thể ấm hơn tới 10 độ C. Khi băng vĩnh cửu tan chảy, đất sẽ mềm hơn. Chúng tôi đã ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng ở Longyearbyen. Mọi người buộc phải rời nhà do nguy cơ tuyết lở và do chuyển động của đất. Cọc gỗ ở nhiều ngôi nhà không khô hay đóng băng nữa, nên chúng bắt đầu mục nát. Instead of being dry and frozen, they are now starting to rot. So there are vì vậy, biến đổi khí hậu đã tấn công đến từng ngôi nhà. Nhà kho tận thế hay mầm hạt giống Svalbard mở cửa năm 2008. Tưởng chừng đất đóng băng vĩnh cửu và ít hoạt động địa chấn sẽ khiến việc dự trữ hàng triệu hạt giống trên khắp thế giới trong tủ lạnh dưới lòng đất trở nên dễ dàng. Nhưng 9 năm sau, cửa hầm bị ngập. Các nhà chức trách cho biết hạt giống không bị hư hại, nhưng việc sửa chữa tiêu tốn hàng triệu đô la. Hai vấn đề ở Na Uy và Yemen đều bắt nguồn từ biến đổi khí hậu, nhưng nhân loại chưa thống nhất về phương pháp giải quyết vấn đề. Đâu đó trên thế giới, nhiều người thiếu lương thực. Ở những khu vực như vậy, việc tiêu thụ năng lượng chắc chắn sẽ tăng lên. Hầu hết những thay đổi hiện nay đều bắt nguồn từ khí thải của một số nước giàu có cách đây nhiều thập kỷ. Chúng ta có lịch sử và quá khứ riêng, nhưng chỉ có một tương lai duy nhất cho hành tinh, và đó cũng là tương lai chung của chúng ta. Mỗi quốc gia đều phải cố hết sức làm tốt nhất phận sự của mình. Vùng lãnh thổ rộng lớn ở khu vực miền Viễn Bắc thuộc Nga, Mỹ, Canada sẽ phải đối mặt với số phận tương tự. Hạ tầng của khu vực đóng băng vĩnh viễn sẽ phải thay đổi cho phù hợp với khí hậu. Tuyết ít hơn, mưa nhiều hơn. Một vài nước châu Phi và Trung Đông sẽ giống như Yemen hiện nay. Có lẽ biến đổi khí hậu sẽ gây ra nhiều làn sóng di cư hơn, kể cả trong phạm vi một quốc gia. Điều này có thể kéo theo những vụ xung đột vũ trang khốc liệt hơn ở một số khu vực. Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2007 do tạo ra sự đồng thuận rộng rãi về mối liên hệ giữa hoạt động của con người và hiện tượng trái đất nóng lên. Báo cáo năm 2018 của Ủy ban này xác định các phương pháp ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu, giảm phát thải độc hại, trồng rừng, tăng cường nuôi trồng rong biển trên đại dương. Báo cáo còn nêu một phương pháp độc đáo hơn, đó là xây dựng một tấm khiên toàn cầu. Có thể sử dụng các phương pháp quản lý bức xạ mặt trời. Phương pháp tốt nhất là đưa các chất lưu huỳnh vào tầng bình lưu. Tầng này sẽ biến thành aerosol sulfuric, có khả năng phản chiếu bức xạ mặt trời. Nó có tác dụng tương đương như những vụ phun trào núi lửa mạnh. Vụ gần đây nhất là vụ phun trào núi lửa Pinatubo.
Vụ phun trào núi lửa Pinatubo ở Philippines năm 1991 tạo ra một đám mây bụi và khói khổng lồ che chắn cho bề mặt trái đất khỏi ánh nắng mặt trời. Vụ phun trào núi lửa Pinatubo là vụ lớn nhất trong thế kỷ 20. Vụ phun trào khiến nhiệt độ trung bình trên hành tinh giảm 0,5 độ C. Một tấm khiên tương tự dưới dạng nhân tạo là điều các nhà khoa học đang nghĩ tới. Nhưng từ giờ cho tới lúc ý tưởng này có thể triển khai vẫn còn là một chặng đường dài. Tôi cho rằng với tình hình hiện nay, thay vì nghĩ đến việc kiểm soát phát thải, chúng ta cần nghĩ ngay đến việc xử lý hậu quả và cứu lấy chính mình. Nhận ra những gì chúng ta đã làm, giảm thiểu ảnh hưởng của con người lên hành tinh và thích nghi với khí hậu mới của kỷ nhân sinh chính là tương lai phức tạp, khó khăn và không thể tránh khỏi của nhân loại.